Justin ơi là Justin. Còn đâu cái cậu bé ngoan hiền dễ thương ngồi đánh đàn hát ở vỉa hè nữa chứ. Có lẽ cái ánh hào quang đã làm lóa mắt cậu trai trẻ baby baby ngày nào rồi. Còn bây giờ Justin chính thức là một trung tâm rắc rối. Hàng loạt sóng gió tai tiếng trong thời gian qua như chẳng ảnh hưởng đến anh chàng Justin Bieber này cả. Vì dù sao cũng có hàng triệu believer ủng hộ anh mà. Dù phải vào tù vì tội đua xe hay ra tòa vì tội ném trứng vào nhà hàng xóm hay đơn giản là đến trễ đêm diễn riêng của mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, với lý do khủng khiếp khiến ai cũng phải thót tim bật ngửa khi nghe, đó là bận qua màn trong một game điện tử vô cùng hấp dẫn. Chà, tính ra cũng đâu có là gì ghê gớm nhỉ. Theo lời fan của Justin bào chữa thì dù sao anh chàng cũng đang trong độ tuổi lớn mà, vậy thì thôi, không có gì là quan trọng lắm đâu. Ai đang lớn mà không muốn thể hiện đúng không nào? Chuyện anh chàng cặp kè với cô này cô nọ thì cũng chỉ là tại anh chàng có gương mặt bảnh trai một tí, có điều kiện một tí thôi mà. Nhưng mà Justin về nhà mà thể hiện. Mà nhắc đến chuyện tình cảm cũng nắng mưa thất thường và kéo dài, dai dẳng đến ngập lụt chẳng chơi giữa Justin và Selena. Khán giả chẳng còn lại gì chuyện chia tay rồi tái hợp rồi lại đường ai nấy đi của cặp đôi này. Giờ thì họ chỉ quan tâm chừng nào cả hai mới thôi lên báo về chuyện tình yêu này nữa. Tuy vậy không phải là anh chàng chỉ ngồi không chăm sóc bé khỉ vật nuôi của mình, mà anh ta còn có công lao lăng xê quần tục nữa. Giờ đây ai mà không biết xì tai thời trang đầy phong cách của anh ta khi quần tục tận đến đầu gối. Còn ở trên thì trống không, khoe thần 6 múi. Cũng may Justin còn trẻ nên mới có body mà khoe, với chục năm nữa chắc không biết còn 6 múi mà khoe không. Bạn có muốn biết sức nóng của Justin như thế nào không? Gần 300.000 người đã quyết định cùng nhau ký tên ủng hộ việc trục xuất anh chàng ra khỏi nước Mỹ. Còn trong trận ẩu đả với Orlando Bloom, mọi người đã cùng nhau vỗ tay cho hành động của anh chàng tiên khi nện vào mặt của Justin, thậm chí ngay chính trên quê nhà Canada của mình. Trong một buổi diễn khi vừa bước lên sân khấu, Justin đã nhận được nhiều tiếng bu từ hàng ghế khán giả. Justin, lần nào mới chịu trưởng thành đây hả?